Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT Wonderbot. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video phân tích trận đấu và một trận gameplay Clan Battle giữa Clan VNE và Clan Bro. Thì dành cho anh em nào chưa biết, thì Clan Bro là một clan rất là mạnh bên hệ điều hành iOS và là clan Việt Nam nha. Đấy là clan của Việt Nam. VNE thì cũng là clan của Việt Nam luôn. Thì trận này là một cái trận gameplay chiếm cột giữa clan VNE và clan Bro. Trận này tương đối chiến với nhau khá là căng nha. Đấy thì mình có dịp quay lại nhưng mà mình chưa có đăng lên. Hôm nay thì mình mới rảnh để mà mình đăng cái video này lên nha. Đấy thì chú ý trong video này sẽ là tường thuật lại trận chiến giữa clan VNE và clan Bro, kèm theo đó cũng là sức mạnh của cái dàn robot meta mà mình đang sở hữu nha. Đấy, hiện tại thì mình đang sử dụng con robot Emoji với cái bộ vũ khí phóng lợn. Thì ở thời điểm hiện tại, Emoji với bộ vũ khí phóng lợn thì nó cũng khá là mạnh anh em ạ. Cái điểm mạnh của Emoji đó chính là cái lợi ích của con robot này. Nếu như chúng ta sử dụng Emoji á, thì chúng ta có cái lợi ích đó chính là tạo cánh cổng dịch chuyển cho đồng minh, để mà đồng minh chúng ta dễ dàng tiếp cận những cột mốc dễ dàng hơn. Đấy, thì khi chúng ta bay lên thì chúng ta sẽ dễ bị tấn công bởi nhiều cái địch. Nếu chúng ta không có những mô đun bảo vệ như kiểu phe ship á, thì chúng ta sẽ dễ bị tiêu diệt như cái pha hồi nãy nha. Đấy, thời điểm hiện tại thì mình đã xuất con Orphion với cái bộ vũ khí Laybreed. Vixen Laybreed là bộ vũ khí ấn bản của bộ Laybreed nha. Đấy, còn Orphion ở thời điểm hiện tại nó đã được buff rồi nè. Anh em có thể quan sát cái tốc độ di chuyển của Orphion nó rất là nhanh luôn. Đấy, kèm theo đó là cái hiệu ứng bơm từ con Orphion cho phép nó nổ xuyên qua mọi hệ thống phòng thủ, từ điểm thủ, miễn nhiễm, xuyên phòng thủ, for fuse, reflector, refuse hay là những cái hệ thống phòng thủ khác đều trở nên vô dụng trước cái hiệu ứng bơm nổ của con robot Orphion này, cũng như cái bộ vũ khí nạp hiệu ứng bơm nha. Đấy, bây giờ mình sẽ kích hoạt cái tàu mẹ Rowlet lên cái bạn Skydot đấy để mà tiêu diệt cái bạn Skydot nha. Bởi vì Skydot nó có một cái đặc biệt, đó chính là nó cực kỳ cho bò và cực kỳ cứng. Đấy, chính vì cái khả năng cho bò đó mà Skydot được sử dụng để làm tanker cũng như là làm robot chạy trụ đi đầu. Đấy, và cách để mà khắc chế được con Skydot thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ vũ khí như là vũ khí bơm nổ, vũ khí assist, vũ khí Reaper, hoặc là những cái tàu mẹ Rust, tàu mẹ Rowlet. Đấy, thì chúng ta sử dụng Rowlet chúng ta cũng có thể khắc chế được sức mạnh của con Skyrod nha. Bởi vì Skyrod nó tăng nhưng mà cái điểm yếu của nó là độ bền tối đa không cao, nó chỉ được cái là miễn nhiễm xuyên phòng thủ đến từ cái kỹ năng của phi công hiện thoại TCS, cũng như là cái điểm phòng thủ cao cho phép giảm đến 85% sát thương. Từ đó thì dẫn tới việc là Skyrod nó quá trâu, quá là mạnh và không thể bị tiêu diệt. Đấy, thì ở thời điểm hiện tại chỉ có những con robot như là Crisis với bộ vũ khí Reaper, hoặc là con Orphion với bộ vũ khí bơm, ngoài ra thì có những con khác nữa sử dụng vũ khí thiêu đốt thì mới có khả năng tiêu diệt được Skyrod dễ dàng nha. Đấy, ui, tình hình team bạn đã bắt đầu triển khai Titan Neutron rồi anh em ạ. Thì Neutron nó rất là nguy hiểm và nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến đội hình Titan của team mình, cho nên là chúng ta phải ưu tiên tiêu diệt Titan của team địch nha. Đấy, bây giờ mình sẽ chờ đến cái thời cơ thích hợp để mà mình đổi cái con Neutron của mình ra để nhanh chóng tiêu diệt những cái con Neutron bên team Bro nha. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mang cái con Crisis này lên đây để mà team bạn tiêu diệt cho lẹ anh em ạ. Chứ mình chờ hết thời gian thì nó sẽ rất là lâu. Đấy, nào đúng rồi, tiêu diệt mình đi bạn. Mình sẽ xuất con Neutron ra. Bây giờ mình sẽ tấn công cái bạn Rook này. Ui, bạn Rook ấy có khiên vật lý rất là dày, cho nên là bạn ấy đã đỡ được một băng đạn của mình nha. Bây giờ mình sẽ nhanh chóng tìm cái bạn Neutron. À, Neutron ở cái phạm vi gần 900m cho nên sẽ không có nguy hiểm. Ở đây có một bạn Neutron ở gần mình nè. Này, ok, mình đã tiêu diệt được một bạn Titan Neutron đầu tiên rồi. Còn một bạn nữa, bây giờ mình sẽ hất bạn ấy lên, tấn công bạn ấy và kích hoạt tàu mẹ Rowlet để mà nhận được cái hiệu ứng tàng hình từ cái tháp pháo Lightsaber để bạn ấy không tấn công được mình. Ok, mình đã tiêu diệt được cái bạn Neutron thứ hai rồi. Bây giờ có một cái bạn rút ở đây và một bạn rút ở vị trí cứ dê.
mình phải nhanh chóng tiêu diệt hết rút này cùng với đồng đội của mình để mà nhanh chóng chúng ta lọt kèo và gỡ được cột mốc nha. Đấy thì team bạn bắt đầu giành 4 trụ đỏ rồi. Đấy thì trụ đỏ giành được càng nhiều thì cái thanh sinh mệnh của team mình sẽ tuột xuống càng nhanh nha. Đấy. Ok, mình sẽ khóa các bạn rút này ở tại đây. Mình và các bạn Neutron bên kia cũng như là những con Titan bên team mình sẽ tiêu diệt các bạn rút ấy. Ui, đằng xa có thêm một bạn rút bay lại để hỗ trợ cho bạn rút này. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt rút anh em ạ, bởi vì tình hình hiện tại đã 4 trụ đỏ rồi. Đấy, rất là căng luôn. Team bạn tập trung lên đây rất là nhiều. Hầm đẩy và nhanh thắng anh em ạ. Đấy, mình nghĩ thì team bạn muốn nhanh kết thúc trận chiến này nên đã công lên, công một cách trực diện luôn. Vừa rồi mình đã tiêu diệt được một bạn bằng cái tàu mẹ Rolex. Do cái hiệu ứng tiêu đốt nó có khả năng cấu rỉa liên tục trên dây, dẫn đến việc là nó sẽ rất là dễ KS từ đồng đội nha. Ok, chỉ kích hoạt Rolex lên cái con robot có cái khiên Esper ấy. Này, ở đây có một con Lin sẽ tấn công cái bạn Lin này, hớt mẹ lên luôn. Tình hình hiện tại như team bạn đã giảm đi cái số lượng Titan do bị team mình tiêu diệt rất là nhiều rồi anh em ạ. Nhưng mà hành sinh mệnh của team mình thì lại sắp cạn anh em ạ. Ui, bây giờ team mình chỉ còn một cách, đó chính là tiêu diệt hết tất cả robot của team bạn để mà chúng ta lật ngược cái thế cờ này. Team bạn thì nắm giữ cái độ bền hành sinh mệnh cao, nhưng team mình sẽ lật kèo lại bằng cái việc là tiêu diệt hết tất cả robot của team bạn nha. Bây giờ thì trận này sẽ khá là căng, nhưng mà team bạn mình đang thấy có dấu hiệu đang bị giảm số lượng robot rồi. Đấy, nghĩa là do Titan bị tiêu diệt rất là nhiều cho nên chỉ còn những con robot bình thường thôi. Đây này, kích hoạt tàu mẹ này, tiêu diệt luôn bạn Khepri này luôn. Khepri này, ok, có một bạn Ultimate Ares mà bạn ấy kích hoạt khi rồi mình sẽ nhắm đến mục tiêu khác nha. Ở đây có một bạn Khepri với bộ vũ khí Spear. Nào Ares, ok, bạn Ares bị tiêu diệt rồi. À, bạn Khepri không tấn công rồi này. Rồi, bật cái tàu mẹ lên, hất mẹ lên luôn. Ok, mẹ không bị hất lên, ok, nhưng mà mẹ đã bị tiêu diệt rồi. Ở đây là một con robot Angela, nhưng mà tình hình thì team mình đã gỡ lại được full 5 trụ xanh rồi. Và team bạn thì chỉ còn đúng một con Angela thôi. Thì trận này đã sẽ kết thúc tại đây là vừa anh em ạ. Dù sao thì team bạn đã hết robot rồi và team mình đã giành lại được 5 trụ xanh rồi. Thì pha này team mình đã giành được chiến thắng trong cái trận này nha. Thì ok, chủ yếu trong video này là mình tổng hợp lại một trận chiến của clan Fenae và clan Bro, một clan rất là mạnh bên hệ điều hành iOS. Đấy, thì ok, cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Còn bây giờ mình tạm biệt tất cả anh em.